xin chào các anh chị và các bạn à, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở một cái chương trình học tiếng hoa mới đó là 2.000 câu khẩu ngữ hoa việt thông dụng lâu rồi mình bận rộn nên mình không có làm nay thì làm tiếp chương trình này à, mình làm chương trình này với mục đích là để cho mọi người có thể học thêm những cái từ mới những cái từ mà thông dụng ở trong tiếng hoa cũng như là những cái cấu trúc câu đơn giản mà người trung quốc người đài loan hoặc là những người hoa ở nước ngoài người ta thường dùng do phần này nó khá dài cho nên là tôi chia nó ra thành 20 phần mỗi một phần là 100 câu thì sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng học phần thức Ní họ Ní họ có nghĩa là xin chào Chào anh, chào chị, chào chú, chào bác gì cũng được Chúng ta lưu ý đó là chào một người nhé Không giới hạn về thời gian Câu thứ hai Nín họ Cũng chào một người Chào anh, chào chị, cô chú bác cũng được, nhưng đây là cách chào trịnh trọng hơn. Câu thứ ba, niềm minh họ. Niềm minh họ có nghĩa là chào các anh, chào các chị, chào các anh chị đều được. Câu này dùng để chào nhiều người. Câu thứ tư, lò sư họ. lò sư họ, chào thầy hoặc là chào cô. Câu thứ năm, thủ khỏe minh họ, thủ khỏe minh họ, thủ khỏe minh là các em học sinh như vậy là chào các em học sinh đây là câu chào của giáo viên đối với những học sinh của mình câu thứ sáu cơ quay sen sơn cơ quay sen sơn kính thưa quý ông câu này thường chào trong các cái cuộc họp cơ quay nì sơn Cơ quay nì sơ, kính thưa quý bà. À, thường câu này cũng chào trong các cuộc họp. Tiếng Anh thì thường là thưa quý bà trước rồi thưa quý ông. Nhưng mà ở Trung Quốc người ta vẫn còn thói quen là thưa quý ông trước rồi mới thưa quý bà sau. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy là trong các cuộc họp chúng ta sẽ nghe là Cơ quay Sen sơn, cơ quay nì sơ. Câu thứ 8 chúng ta có câu chào. Chào sang họ, chào sang họ, xin chào và chào vào buổi sáng. Câu thứ 9, sao ủ họ, sao wu họ cũng là xin chào nhưng mà chào vào buổi chiều. Câu thứ 10, Hoàng sang họ, Hoàng sang họ, xin chào mà chào vào buổi tối. Câu thứ 11, chai chien, chai chien, tạm biệt. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng dùng câu này được. Câu thứ 12 là Hoàn an Hoàn an tức là chào chia tay lúc buổi tối Có nghĩa là chào chia tay và chúc ngủ ngon Và chúng ta có lưu ý là chào sáng họ tức là chào buổi sáng Thì người ta cũng có thể nói là nỉ chào hoặc là nín chào Câu thứ 13 Nỉ họ ma Nỉ họ mà Bạn có khỏe không? Anh có khỏe không? Hoàn hẳn họ, xê hình họ xe tôi rất khỏe cảm ơn câu thứ 15 niệm mến họ ma, mến họ mà các anh có khỏe không hoặc là các bạn có khỏe không của họ họ chúng tôi đều rất khỏe cảm ơn câu thứ mười bảy Lào sứ sanh thị hò má. Lào sư sanh thị hò má. Thầy có khỏe không? Câu 18. Ủa hẳn hò. Nì nơ. Ủa hẳn hò. Nì nơ. Tôi rất khỏe. Còn em thế nào? Câu 19. Ủa hẳn hò. Xê xê nín. Ủa hẳn hò. Xê xê nín. Em cũng rất khỏe. Cảm ơn thầy. Câu thứ 20 Xen trai mãng ma trai mãng ma Bây giờ bạn có bận không? Câu 21 Xen trai của hình trai của hình Bây giờ tôi rất bận Còn bạn thì sao? Xen trai thai trai thai mán. Bây giờ tôi không bận lắm câu 23 chín thiên thì mạng ma chín thiên thì mạng ma chín thiên là hôm nay hôm nay bạn có bận không câu 24 chín thiên của hình mạng khởi sư miễn thiên của bu mạng chín thiên của hình mạng khởi sư miễn thiên của bu mạng hôm nay tôi rất bận nhưng ngày mai thì không bận câu 25 mươi lăm nì cung cho mạng ma Nì cung cho mạng ma mà. Công việc của anh hoặc là công việc của bạn có bận không? Ủa cung cho bữa thai mạng Nì cung cho nó Ủa cung cho bữa thai mạng Nì cung cho nó Công việc của tôi không bận lắm Còn công việc của bạn thế nào? Ủa cung cho hình mạng Ủa cung cho hình mạng Công việc của tôi rất bận Câu 28 Câu 28 thiên nì sang bán ma? thiên nì sang ma? Ngày mai bằng phải đi làm không? Câu hai mươi chín thiên sư trâu mô, bú sang bán. thiên sư trâu mô, bú sang Ngày mai là cuối tuần, tôi không đi làm. Câu ba mươi Nì cúng dô, nì nì công việc của bạn có áp lực không? mấy giờ nghỉ cung rô nó, mấy giờ nghỉ cung rô nó không có. còn công việc của anh thế nào? Ủa cung rô gia ly hình ta, Ủa cung rô gia ly hình ta. công việc của tôi áp lực rất lớn. câu 33, mươi ba cung sư diền má. Nì cũng xưa duyền mà Công ty của anh có xa không? Câu 34 Ủa cung sư bố thai duyền Ủa cung sư bố thai duyền Công ty tôi không xa lắm Câu 35 Nì cung sư ta ma Nì cung sư ta ma Công ty của anh có lớn không? Câu 36 Ủa cung sư hành ta Ủa cung sư hành ta Wǒ cúng xứ hình ta Công ty của tôi rất lớn Câu 37 Nǐ shì shóng mó cúng xứ Nǐ shì shóng mó Công ty của anh là công ty gì ạ? À? Lẽ ra phải hỏi đủ Thì là nǐ tơ cúng xứ Shì shóng mó cúng Nhưng mà không cần thiết Wǒ shì máu yì cúng xứ Wǒ shì máu yì cúng xứ Công ty của tôi là công ty thương mại

hai cho ma? anh còn làm việc ở ngân hàng không? 不,现在我在邮局工作.不,现在我在邮局工作. không hiện nay tôi làm việc tại bưu điện câu 43 chỉân xin xin hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy câu 44 Chín thiên san yue liu ho Chín thiên san yue liu ho Hôm nay ngày 6 tháng 3 Câu 45 Chỉnh quên nì sân rư sư chỉ yue chỉ ho Chỉnh quên nì sân rư sư chỉ yue chỉ ho Xin hỏi sinh nhật của anh là ngày mấy tháng mấy? Wo sân rư sư sư ơ yue ơ sư liu ho Wo rơ sơ, sơ Sinh nhật của tôi là ngày 26 tháng 12. Câu 47. cung của cung của Công ty của anh có nhân viên nước ngoài không? Công ty của bạn có nhân viên nước ngoài không? Câu 48. Mỹ dụ Mỹ dụ, Tô Sư duyên Nản không có. Họ đều là nhân viên Việt Nam. Câu 49 Nì chiến lì sư nà của rỉnh Nì chiến lì sư nà của rỉnh Giám đốc của anh là người nước nào? Câu 50 Wò chiến lì sư thái quán rỉnh Wò chiến lì sư thái quán rỉnh Giám đốc của tôi là người Đài Loan Câu 51

chào sáng, hò lưu tiền ban chỉ thoáng sáng sớm tôi thức dậy lúc 6 giờ rưỡi câu năm mươi bảy, trí tiền chi chào phan, trí tiền chi chào phan, bằng ăn sáng lúc mấy giờ câu năm mươi tám, chi tiền ban chi chào phan, Ủa, tiền ban chi chào phan, tôi ăn sáng lúc 7 giờ rưỡi câu năm mươi chín

bù, trung ngủ, ở tại công sơ, chứ ủ phân. trung ngủ, ở công sơ, chứ ủ Không, buổi trưa tôi ăn cơm ở công ty. Câu 63 Hoàn sang, thì hủy giá, chứ hoàn phan mà. Hoàn sang, hủy giá, chứ hoàn phân mà. Buổi tối, bạn có về nhà ăn cơm không? Buổi tối, bạn có về nhà ăn tối không?

。我爸爸是商人，妈妈是老师。我爸爸是商人，妈妈是老师。bố tôi là thương nhân hoặc là thương gia, còn mẹ tôi là giáo viên. câu sáu mươi bảy. 你有哥哥姐姐吗？你有哥哥姐姐吗？bạn có anh chị không? câu sáu mươi tám. 我有两个哥哥，没有姐姐。我有两个哥哥 Mới vô trẻ chứ Tôi có hai người anh Tôi không có chị Câu 69 Nì cơ cơ cho cung cho cơ cơ cho cung cho Anh của bạn làm nghề gì Y cơ sư tài phụ, Y cơ sư diễn hãng trữ huyện Y cơ sư tài phụ, Một người là bác sĩ Một người là nhân viên ngân hàng Câu 71 Nì ti ti mê mà

Tôi rất thích công việc của mình. Câu 77: Jin tian tian qi ze me yang? Jin tian tian me yang? Hôm nay thời tiết thế nào? Câu 78: Jin tian tian qi hen hao, bu leng ye bu re. Jin tian tian qi hen hao, bu leng ye bu re. Hôm nay thời tiết rất tốt hoặc là rất đẹp, không nóng cũng không lạnh. Câu 79 Chủa thiên thiên chi chẩm mấy dạng thiên thiên chi chẩm mấy Hôm qua thời tiết thế nào? Câu 80 Chủa thiên thiên chi thay rơ là Chủa thiên thiên chi thay rơ là Y tiền phân tôi mấy dụ Y tiền phân tôi mấy dụ Hôm qua thời tiết nóng lắm Không có một chút gió Câu 81 Chỉnh quên duyên án tung thiên lần mang xin quên duyên nạn tung thiên lần mà xin hỏi mùa đông ở Việt Nam có lạnh không câu 82 duyên nạn tung thiên bua lần mùa đông ở Việt Nam không lạnh câu 83 duyên nạn xe thiên rơ ma duyên nạn xe thiên rơ ma mùa hè ở Việt Nam có nóng không câu 84 越南夏天非常热。越南夏天非常热。Mù hè ở Việt Nam cực kỳ nóng。câu tám mươi lăm. 你觉得冷吗？你觉得冷吗？An cảm thấy lạnh không? 不，我不觉得冷，我觉得很凉快。不，我不觉得冷，我觉得很凉快。Không. Tôi không thấy lạnh, tôi cảm thấy rất mát mẻ. Câu 87 Xin dài lê ma Xin lê ma Bây giờ bạn có mệt không? Câu 88 Xin dài của lê Xin của lê Bây giờ tôi rất mệt. Câu 89 Xin dài nỉ ơ ma Xin nỉ ơ ma Bây giờ bạn có đói bụng không?

所以我比较忙。明天是我爸爸的生日，所以我比较忙。Ngày mai là sinh nhật của ba tôi, nên tôi khá bận。câu chín mươi lăm. Hiện tại đi suy nãy, hiện tại đi suy nãy, nãy chúng ta có thay đổi bằng 哪儿？Hiện tại đi suy 哪儿？bây giờ bạn đi đâu？我去超市买东西。

Câu 99 Chó thiên nì chuy ná lì lơ Chó thiên nì lì lơ Hôm qua bạn đã đi đâu vậy? Câu 100 Chó thiên của chuy khan dĩ cơ phẩm dồ Chó thiên của chuy khan dì cơ phẩm Hôm qua tôi đi thăm một người bạn Đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 20 à, Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi